Thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài tiểu siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý tôn đức Phật tử, tâm sân khởi không phải là một đơn vị thuần nhất, mà trong đó là sự phối hợp của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tâm đóng vai trò thức quẩn, thì còn ba quẩn kia, tức là những cái thuộc tánh mà nó tương hợp với tâm, tức là thức quẩn, để tạo ra một cái sắc na tâm. Tuần trước thì chúng ta học về cái sự tương hợp của tâm bất thiện với các thuộc tánh của nó. Hôm nay chúng ta sẽ học về tâm dục với tình hảo, gồm có thiện dục giới, tâm quả dục giới, hữu nhân hay là quả chụp với tình hảo. Và cái tâm vi tác về chụp giới tình hảo. Thì như vậy trong một cái địa phức tâm, nó gồm có loại tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Thì riêng về cái địa vị dục giới, kama phu mi, kama vatera phu mi, thì nó có bốn loại tâm: tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Từ hôm nay chúng ta học qua cái loại tâm dục với tình hảo. Qua đó chúng ta sẽ thấy các cái tâm sở nó phối hợp với những cái tâm tình hảo dục giới này. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh
tôi tội cho đấng giảng sư của môn thắng pháp ở tầm mắt giảng giải. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma tiếp theo bài 59, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Một trong những điều rất quan trọng trong việc học thắng pháp Abhidhamma là hiểu rõ sự tương hợp của tâm và các thuộc tánh. Người học không những chỉ nên nhớ những con số mà còn hiểu rõ lý do tại sao có và không có. Đây là đặc điểm mà thắng pháp mang lại cho người học. Phần hợp, tương hợp tâm đối với thuộc tánh. Tâm thiện dục giới tịnh hảo có 38 thuộc tánh, 13 thuộc tánh tợ tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến, 3 thuộc tánh năng trừ phần, 2 thuộc tánh vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5, tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Dạ con xin sám hối. 6, tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7, tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8, tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm thiện dục giới thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm thiện dục giới lý trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. 3, thuộc tánh căn trừ phần nguyệt ra trí không bao giờ động sanh trong tâm. Dạ con sai rồi. Dạ con đánh số sai, con xin đọc lại ạ. Hai, thuộc tánh vô lượng phần cũng tương hợp theo tánh cách bất định, không phải lúc nào cũng có. 3, thuộc tánh ngăn trừ phần virati không bao giờ đồng sanh cùng tâm, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ có phải con đọc đến đây rồi con thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng xong rồi con mới đọc tiếp hay không? Con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng cho con biết được tín hiệu ạ. Dạ Nam mô Bích Hai Giá. Dạ thượng tọa đọc luôn các bạn. Dạ con kính tri ân sư. Tâm quả dục giới tịnh hảo có 33 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tợ tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, thuộc tánh trí tuệ. Một, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ hữu trợ. Hai, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả
tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hí ly ly trí vô trợ. Dạ con tri ân sư. Bốn, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ ly trí hữu trợ. Năm, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ xả hợp trí vô trợ. Sáu, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ xả hợp trí hữu trợ. Bảy, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ xả ly trí vô trợ. Tám, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo ly trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo hoàn toàn không có ngăn từ phần và vô lượng phần, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Tâm di tác dục giới tịnh hảo có 35 thuộc tánh tâm tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 2 thuộc tánh vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. 1. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ xả ly trí vô trợ. 6. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm di tác dục giới tịnh hảo thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm di tác dục giới tịnh hảo ly trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. Những tâm di tác dục giới tịnh hảo hoàn toàn không có ngăn trừ phần, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Nguyên Sơn ơi, hồi nãy có thấy Ngài, Ngài Trích Văn Hoàng Chí, phần nào mà nói thiếu đó, Nguyên Sơn, nhà Nhật Quỳnh, nhà mong là Nguyên Thân chắc lên nhà Nhật Quỳnh không có thấy rõ, nên Nhật Quỳnh không có thể đọc được. Dạ, con, điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là nhóm vô lượng phần, bi mẫn và tỳ hỷ. Bài học tiếp theo sẽ là tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con kính nhân mít đến xưa. Xin lỗi quý Phật tử ở trong Zoom và quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Nam mô Bụt Thầy. Cái đây là chuyện thật thời siêu, đây là chuyện tổng đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh đối với tâm dục giới tịnh hảo. Và khi nói đến tâm dục giới tịnh hảo thì ở trong đó chúng ta có ba cái tâm, đó là tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo và tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới vào chùa
đi học một thời gian, đi học phần hạnh mà ở chùa với ngài trị sự. Thì thứ vị ngài, ngài có một sự phân vân mà chúng tôi nhớ cũng là cái kỷ niệm, đó là hồi xưa ngài dịch cái trong tâm thiện dục giới tình hảo, dịch là tâm đại thiện Mahakusala Chitta, dạ tâm đại thiện, tâm đại quả Mahapala Chitta, tâm thiện đại thiện đại quả, và cái tâm Mahakriya Chitta thì ngài dịch là tâm đại hạnh, dạ thay vì tâm duy tác, tâm đại hạnh. Và cái lớp cái thế hệ thứ hai học phi diệu pháp, tức là nghe từ sự ngày dạy lớp đầu là cũng có sư trưởng vừa quay kết thúc, thì lúc đó ngày dùng chữ tâm hạnh hay là tâm duy tác. Và cái lớp thứ hai như thượng đạo từ siêu và chúng tôi là, thì vẫn dùng cái tâm hạnh, sau này thì mới dùng tâm duy tác, và qua trường Minh Châu là vì tâm duy tác. Nhưng mà cái lý do mà ngài từ sự ngày dùng cái chữ hạnh đó mà ngài phân vân đó là bởi vì nếu xài tâm duy tác, tâm đại duy tác thì nghe nó hơi tâm hạnh, tâm đại hạnh thì nghe nó ổn hơn là tâm duy tác mà gọi là đại duy tác. Nhưng mà chúng tôi muốn nói là ở đây là ba chữ tâm này nó mang chữ đại, mang chữ đại ở đây có nghĩa là một tâm có thể biết nhiều cảnh, nhiều việc và có mặt ở nhiều cảnh giới. Mặc dù gọi là tâm dục giới, nhưng mà không nên hiểu rằng tâm này chỉ có mặt ở cõi dục giới, mà tâm này có mặt ở cả ba cõi luôn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và mặc dù tâm này như vậy, nhưng mà tâm này biết tất cả cảnh, có thể biết tất cả cảnh và kể cả Niết Bàn. Nếu tâm này ở trong trường hợp nào đó chúng ta đã học qua những sự tâm này, nói một cách khác thì nếu một người học thắng pháp á, thì nên hiểu rằng những tâm siêu thế đó chỉ biết cảnh Niết Bàn, và ở trong trường hợp đắc đạo chứng quả, những tâm dục giới và những tâm sắc giới và vô sắc giới đó là những tâm chỉ sanh khởi khi mà nhập thiền, hoặc giả là tục sanh hồn kiếp tử của chư vị phạm thiên. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán đó, ý là chúng ta nghe nói đến Đức Phật, trong giải sáng là Phật đi trì bình buổi sáng sớm, hay là ngày thuyết pháp, hoặc giả là ngày có cái hành xử nào đó, thì phần lớn là với tâm chúng ta gọi là tâm duy tác, dục giới tịnh hảo, mà hay ở đây chúng ta gọi là tâm đại hạnh. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu không có cái tâm bất thiện đó, thì chính cái tâm thiện dục giới tịnh hảo hay là tâm đại thiện đó là cái tâm mà chúng ta thường sống với. Chư thiên ở cõi dục giới, sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, sắc giới vô sắc giới đều sống với cái tâm thiện này, cái tâm thiện dục giới. Thật ra khi mà khi chúng ta học phần tâm á, thì chúng ta phải bỏ ra nguyên một bài học để nói về chữ dục giới, gọi là tâm dục giới, nhưng mà có nhiều điều mà học viên hay hiểu sai về tâm dục giới, phải rất là cẩn thận về cái tính phổ quát rộng lớn của ba thứ tâm này. Thưa vị, hôm nay chúng ta lại đi một phần nữa, đó là sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Trong tâm với các thuộc tánh này đó, thì chúng ta một lần nữa nhìn lại ba thứ tâm mà vừa kể, là tâm đại thiện, đại quả và đại hạnh, hay tâm đại duy tác, ở trong một cái góc cạnh, một góc cạnh mới, đó là những cái kết cấu của tâm này. Và chính những kết cấu của tâm này cho chúng ta hiểu một số điểm rất là đặc biệt.
Thì ở đây thưa quý vị, cũng giống như là tâm bất thiện đó, chúng ta biết rằng có một thuộc tánh thuộc tự tha, đó là thuộc tánh hỷ, là sự hân hoan đối với cảnh. Thì những cái tâm nào gọi là tâm xả đó thì là không có cái thuộc tánh này. Cái thuộc tánh hỷ đó nó có một cái đặc điểm là nó rất có lợi ở cái trình độ thấp, chúng ta nói bậc thiện tâm, nhất là tu thiền được. Nhưng mà ở cái trình độ cao thì cái này nó không có, nó không còn nữa. Thuộc tánh hỷ là sự hân hoan, sự hân hoan làm cho chúng ta thoải mái. Ví dụ như là quý Phật tử mới đi chùa một vài tháng đầu, vài năm đầu, hay là quý vị mới vào Phật pháp đó, quý vị mới ngồi thiền, rồi mình ngồi thiền mình thấy rằng mình vượt qua những cái giai đoạn đầu tương đối là hơi hơi phóng tâm nhiều, cao tâm nhất nhiều, bây giờ ngồi cả thoải mái, có thể ngồi cả giờ thoải mái. Lúc bây giờ mình cảm thấy có sự hân hoan, cái sự hân hoan nó dẫn chúng ta đến thái độ thoải mái. Thoải mái, giống như mình làm chuyện gì mà mình có phấn khích, mình làm chuyện gì mình có cái cảm hứng làm, thì cái cảm hứng hay là sự hoan hỷ này đó, nó chỉ có lợi ở giai đoạn đầu. Nhưng mà đường dài đó mình không thể sống hoài với kiểu đó. Giống như là chúng tôi làm việc ở trong phòng tóc cũng 21 năm rồi, mà bảo rằng mỗi ngày vào làm việc mà phải phấn khởi như thời gian đầu, có nhiều cảm hứng thì phải, nhưng mà về lâu về dài thì trong nó trở nên bình đạm lại. Nó không phải là chán, nhưng mà nó không còn có cái tâm mình nô đức giống như ban đầu. Nhưng mà ở đây nó ở trong trạng thái xả khác, thì ra ở trong những cái tâm mà thọ xả ra lại không có cái thuộc tánh hỷ như chúng ta biết. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nói một cái chuyện mà nó ngoài đề hôm nay, nhưng mà cũng phải nhắc lại đó, là khi mà mình học từng rồi, học về 12 tâm bất thiện, đặc biệt là tâm tham và tâm sân, thì nó có hai thứ tâm là vô trợ và hữu trợ. Tâm vô trợ là tâm có tác động, và tâm tâm vô trợ là tâm không cần tác động, tâm hữu trợ là tâm có tác động. Ví dụ như là một người không muốn ăn cắp, nhưng mà nghe ai nói một hồi bùi tai, thấy rằng à vì nó cũng nên, thành ra họ làm với việc phi pháp là ăn cắp đi, cái đó là tâm tham hữu trợ. Hay là cái chuyện nó mới xảy ra mình không có giận, nhưng mà có người nói tới nó lui hồi mình nổi cơn lên, thì cái đó gọi là tâm sân hữu trợ. Thì trong tâm bất thiện đó nó có một cái sự hiểu lầm mà nhiều người học thường hay có, đó là ở trong tâm hữu trợ mới có hai cái tánh khôn trọng và thủy miên, còn tâm vô trợ thì không. Thì chuyện này dễ hiểu rồi, nhưng mà sự hiểu lầm đó là nhiều người nghĩ rằng hãy hữu trợ là phải có khôn trọng thủy miên, khôn trọng thủy miên nó tạo nên sự hữu trợ. Chuyện sai, tâm hữu trợ không thể có trong tâm vô trợ, ở tâm khôn trọng thủy miên không có trong tâm vô trợ, tức là trạng thái uể oải giả dụ đó, nó không có trong vô trợ. Tay mình làm cách nhanh nhẩu thì nó không có cái tâm khôn trọng thủy miên. Nhưng mà không phải là khôn trọng thủy miên nào, không phải tâm hữu trợ nào cũng có khôn trọng thủy miên hết. Khi nào tâm hữu trợ mà nó có sự uể oải giả dụ lười biếng thì mới có cái khôn trọng thủy miên. Thí dụ như là buổi trưa có ai rủ mình đi chơi, nghe thì cũng thích nhưng mà trong người nó uể oải quá, tại vì buồn ngủ là biếng, thì cũng có. Nhưng có những trường hợp là mình
không đi không nghĩa là quấy quải lười biếng, mà tại vì mình không có cảm ứng thôi, ta nói nhiều thì mới đi. Thật ra chúng ta nhớ như vậy là hôn trầm thủy miên chỉ sanh khởi được trong tâm hữu trợ, nhưng ngược lại không nhất thiết là tâm hữu trợ phải có hôn trầm thủy miên. Dạ, quý vị nhớ điểm này khi học Phật pháp, và đừng lấy hôn trầm thủy miên làm cái chuẩn mực để là có mới gọi là hữu trợ. Hữu trợ là một lẽ, mà hôn trầm thủy miên là một lẽ. Dạ. Thì như vậy đối với tâm thiện đó, dạ, đối với tâm thiện mà chúng ta học ở đây đó, thì thứ vì tâm thiện hữu trợ và vô trợ, nó bởi vì tâm thiện thì nó không liên quan gì đến những thuộc tánh bất thiện hết. Và đối với tâm thiện đó, thì cái hữu trợ và vô trợ đó nó không có khác biệt trong cái thuộc tánh. Lấy một ví dụ như là mình muốn thọ bát quan trai giới, mà một người họ thấy mình trụ trì không muốn thọ, họ nói ra nó vô, nó ôm bữa nay có cái duyên này tốt lắm là ngày rằm, hay là có một vị thiền sư nào về nên thọ bát quan trai giới, hay lúc này là lúc mà có nhiều người bệnh mình thọ bát quan trai giới cho vâng, thì sau đó phát tâm mình tu bát trai giới, thì cái tâm tu đó là tâm hữu trợ, tâm thiện hữu trợ. Nhưng mà tâm thiện hữu trợ không nhất thiết là nó khác với tâm vô trợ. Rồi quý vị nhớ rằng đầu tiên là khi chúng ta học về hữu trợ và vô trợ của tâm dục giới tịnh hảo, thì so với tâm bất thiện thì cái hữu trợ và vô trợ hoàn toàn không có gì khác biệt. Trong cái vấn đề mà gọi là tương hợp với các thuộc tánh, ở phương diện này thì không có gì khác biệt, mặc dù nó là tâm có tác động và không có tác động. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái tính cách thứ hai, đó là hợp trí trí. Hợp trí tức là có trí tuệ, và ly trí là không có trí tuệ. Nhưng mà không có trí tuệ khác hẳn với si mê, nó khác hẳn trong si. Thì cái tâm ly trí đó, nó được hiểu là lúc đó nó cũng là tâm thiện, nhưng mà không có vận dụng đến trí tuệ. Không giờ vận dụng đến trí tuệ. Ví dụ như là Đức Phật Ngài nghe cái tiếng ồn ào ở bên ngoài, và Ngài chỉ hỏi Trung Gia Đăng Đa là cái chuyện gì ồn ào vậy. Đức Phật Ngài có thể biết cái chuyện xa vạn dặm ở cõi khác, thì không có nghĩa là Ngài luôn luôn Ngài dùng cái tâm hợp trí. Đây là cái điểm mà ở trong Trung Bộ Kinh có đề cập đến rất là nhiều lần, là có một cái giáo phái về Nigantha, Ni Kiện Tử đó, Nigantha Nataputta, thì quan niệm là hãy là vị giáo chủ hay là một vị mà giác ngộ rồi đó, thì 24 giờ hồi lúc nào cũng xài tâm hợp trí hết. Thì Đức Phật Ngài dạy không phải như vậy. Riêng đối với một vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì Ngài có thể dùng cái trí tuệ Ngài nhớ bất cứ cái kiếp nào của quá khứ mà Ngài muốn nhớ, không có giới hạn. Ngài có thể biết tự nhiên chuyện rất xa xôi, ở những cảnh giới rất xa xôi mà Ngài muốn, ở những cái chuyện bi tế nhất, từ một cái phân tử của vật chất, một sắc na tâm. Nhưng mà không có nghĩa là Ngài sử dụng trí đó 24 giờ hồ. Thật ra chư Phật vẫn có thể xài tâm ly trí, chư vị A-la-hán xài tâm ly trí, và phàm nhân ở trong đời sống hàng ngày, khi mà mình làm thiện, mình cũng khi mình xài tâm ly trí. Ly trí ví dụ như là ở trong đời sống hàng ngày, nhà ông Thái đó có chuyện gì phần cần tới hợp trí ở trong đó. Cứ dọn dẹp thôi. Có nhiều việc mình làm hợp trí. Thành ra trong cái thắng pháp Abhidhamma đó, là cái ly trí của tâm thiện đó, nó không có nghĩa là sự thiếu trí ở trong thường thức họ nói hàng ngày. Ở trong thường thức nó thiếu trí là chẳng hạn nông nổi là si mê, là u mê, thiếu u mê là chuyện khác mà ly trí là chuyện khác. Mà trong những cái tâm ly trí đó, thì không có cái thuộc tánh trí tuệ hay thuộc tánh vô si. Thuộc trí tuệ.
kể cả ở trong trong quả và kể cả ở trong cái trong di tác, nhưng mà trong trường hợp trong quả thì nó ảnh hưởng hơi nhiều. Trong quả như chúng ta biết rằng đó là trong làm việc tục sinh hộ kiếp tử và cũng là một vài công việc khác, ví dụ như chúng ta nói trong chúng ta sẽ nói sau về phần hành này, nhưng mà ba cái phần hành này là chính tục sinh hộ kiếp tử. Một người tục sinh với tâm lý trí và cái tiềm thức họ hay là hộ kiếp là trong lý trí và cái trong mệnh dung của lý trí đó, thì đặc biệt là cái tâm tiềm thức hay là họ hộ kiếp đó, nếu mà tâm lý trí đó, thì người này không có căn bản về trí tuệ, không thể tu thiền, không thể đắc thiền đắc đạo quả được. Thì cái tâm lý trí mà ở trong tâm quả thì nó có vấn đề, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều. Về điểm này thì chúng ta đã học qua ba chữ tâm rồi. Ở đây chúng ta nói đến sự có mặt của thuộc tính vô si hay là trí tuệ ở trong những tâm hợp trí. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta nói đến năm cái thuộc tính mà chúng ta gọi là có cái bất định. Bất định thuộc tính trí tuệ đó, nó thuộc về cố định, hễ là tâm hợp trí thì luôn luôn có trí tuệ. Nhưng mà đối với năm thuộc tánh gọi là ngăn phần và vô lượng phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi bi và tùy hỷ, thì nó có thuộc tính bất định. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta nói tâm thiện dục giới, nó có thể có, nó tương hợp được với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ. Ở đây là có thể, nhưng mà không nghĩa là luôn luôn có. Tại vì mỗi một cái thuộc tánh này đó, nó có bốn cái cảnh, như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng riêng, bi và tùy hỷ nó có cảnh giới khác nhau. Ví dụ như bi á, đối tượng của bi là chúng sanh đau khổ, cái đối tượng của tùy hỷ là chúng sanh hạnh phúc. Hai cái đối tượng khác biệt, do đó nó không thể cùng lúc sanh khởi bi và tùy hỷ trong một cái tâm trực. Nhưng mà có điểm này nó hơi rắc rối một chút xíu. Mà cái này hồi nãy chúng tôi viết, không biết sao chúng tôi viết, chúng tôi gửi đi là thiếu đi. Chúng tôi đến chánh mà tội nghiệp của Nhật Quỳnh của đang đọc mà nó bị gián đoạn ngang đó, là ở trong bài học chúng tôi có nói rằng ba cái thuộc tánh ngăn trừ Phật không bao giờ đồng sanh trong tâm. Nói trong tâm cái nó thiếu cái chữ hiệp thể. Những quý vị nào mà viết bài học á thì nó phải có thêm chữ hiệp thế, tức là ở trong tâm đồng sanh trong tâm hiệp thế, nó có sanh khởi trong tâm siêu thế. Tâm siêu thế gọi bát chi đạo. Tâm mà biết cảnh niết bàn thì là bát chi đạo đồng sanh. Cái điểm này là điểm rất là quan trọng. Quý vị đánh cái nốt ở tại đây, khi mà chúng ta nói về tâm siêu thế chúng ta sẽ nói về điểm này. Cái sự có mặt của bát chi đạo ở trong trong đạo trong quả mang ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ đó, nó mang cái cách bất định, là nó nếu nó sanh thì nó sanh, nó có thể ở trong tất cả tâm thiện dùng giới tình hảo, hay có mặt ở trong tâm đại thiện. Nhưng mà nó không thể một lần mà sanh cả năm chú tâm, nó chỉ là một ở trong năm chú tâm đó. Và có những tâm thiện dụng giới tịnh hảo mà không có cả năm cái này. Không có cả năm cái này. Cái này chúng ta phải để ý nha. Có nhiều khi hồi nãy chúng tôi nói rằng là quý Phật tử vì để trong đời sống hàng ngày chúng ta làm một việc gì đó, bây giờ mình cầm cái chổi quét nhà, chúng ta quét bằng cái tâm rất là hiền thiện, rất là tốt, nhưng mà trong tâm cầm chổi quét nhà đó không nhất thiết nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, có bi tùy hỷ đâu đó. Thành ra những cái này gọi là tương ưng một cách bất định, anicca, một cách bất định, nghĩa là khi có khi không, không nhất thiết phải có.
Và khi có đó, thì đối với tâm thiện, dục giới, tịnh hảo, nó chỉ có một ở trong năm cái này, chứ không phải có một lần mà có hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm, không có. Dạ, chúng ta phải nhớ cái tương hợp của ta, cái bất định, bất định về nhiều phương diện chứ phải một phương diện. Quý vị có một việc này đó mà chúng ta phải ý, là trước kia chúng tôi có một vài lần đề cập đó là tâm quả đó, nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Tâm thiện như thế nào thì tâm quả như thế đó. Dạ, tâm thiện là thọ hỷ thì tâm quả thọ hỷ, tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí, tâm thiện vô trợ thì quả vô trợ. Ví dụ như là bây giờ ai mời mình làm phước mà mình phát tâm hoan hỷ nhanh lẹ và làm với tất cả sự hiểu biết thì đó là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì tâm quả đó cũng sanh ra tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tức là cái tâm quả nó là cái phiên bản của tâm thiện, nhưng mà có năm cái tính chất, năm cái thuộc tánh mà nó rơi rớt lại mà nó không có qua tâm quả đi. Thí dụ như là tâm thiện thọ hỷ thì tạo ra tâm quả thọ hỷ, tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí, tâm thiện là vô trợ tâm quả cũng vô trợ. Nhưng mà nếu trong tâm thiện mà nó có năm cái chất là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ, thì tâm quả đó lại không có cái đó. Dạ, tâm quả không có cái đó. Tại vì sao vậy? Tại vì năm cái thuộc tánh này nó có một cái sự lập tâm nhất định, là nó có một cái đối tượng nhất định. Đối tượng đó là cái gì mà trực tiếp, ví dụ như là mình nói đi là chúng sanh phải đau khổ. Dạ, chúng sanh khổ mình phải sanh tâm bi với trắc ẩn, thì cái tâm quả đó nó không không có thế nào lúc nào lấy chúng sanh đau khổ một đối tượng, tâm tùy hỷ lấy chúng sanh hạnh phúc để mà vui theo. Và chánh ngữ là khi làm sao để không nói lời nói ác, lời nói quấy. Chánh nghiệp là không làm hành động ác mà mình quấy. Chánh mạng là không có nuôi mạng một cách tà bại. Thì cả ba cái ngăn trừ phần và hai vô lượng phần đó không thể nào, không thể nào mà có trong tâm quả làm việc tục sinh hỗn kiếp và tử được, làm việc tục sinh tiềm thức và bệnh chung được. Bởi vì tại vì sao vậy? Tại vì rất đơn giản là cái đối tượng của ba thứ tâm này nó quá đặc biệt, nó quá khác biệt. Quý Phật tử có thể đặt ra một câu hỏi là chúng ta thường nói đến bốn pháp từ bi hỷ xả, thì tại sao từ và xả lại có ở trong tất cả trong tịnh hảo mà bi và tùy hỷ lại có trong có trong không, không thể có mặt trong tất cả trong tịnh hảo? Thì bây giờ chúng ta phải nhắc lại một điểm này. Điểm này sẽ được nhắc lại khi mà chúng ta nói về thuộc tánh phối hợp với tập. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái chi pháp của tâm từ đó là vô sắc. Chúng ta nhớ rằng thuộc tánh tịnh hảo biến hành, tức là 19 cái tịnh hảo, 19 thuộc tánh mà nó có mặt ở trong tất cả trong tịnh hảo, có tính niệm tàm quý vô tham vô sân tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm tịnh thân tịnh thân như thân như tâm thuần tâm tịnh tâm và trực tâm thân trực tâm. Thì 19 cái tịnh thuộc tánh đó thì hai cái thuộc tánh là vô sân, là cái chi pháp của từ vô lượng tâm, và thuộc tính quân bình, hay thì còn thực sự dùng chữ gọi là trung hòa đó, quân bình là trung hòa đó, là cái thuộc tính của xã vô lượng tâm. Nhưng mà ở tại đây đó, ở tại đây chúng ta phải nhắc về một điểm như vậy,
là từ vô lượng tâm chính là thuộc tánh vô sân. Nhưng mà thuộc tánh vô sân không có nghĩa luôn luôn là từ vô lượng tâm. Hai cái này chúng ta phải để ý. Có nghĩa là khi mình nói đến tâm từ là cái tâm bát bẻ, đúng là vô sân, và tâm đó lấy chúng sanh làm đối tượng, là mong chúng sanh được an lạc. Thì tất cả tâm từ, gọi là tâm từ đó, cái chi pháp của nó, cái từ vô lượng tâm, cái chi pháp đó, là thuộc tánh vô sân. Nhưng mà không phải lúc nào thuộc tánh vô sân sanh khởi cũng lấy chúng sanh làm đối tượng hết. Chúng tôi không biết là chúng tôi nói như vậy quý vị nghe có kịp không? Tức là bi đó, là thuộc tánh bi, tùy hỷ, thuộc tánh tùy hỷ là đúng rồi. Nhưng mà từ là thuộc tánh vô sân, nhưng mà vô sân không hẳn là tâm từ. Có rất nhiều trường hợp vô sân không phải là tâm từ. Như chúng tôi nói hồi nãy quý vị, là quý vị cầm cái chổi quét, là quý vị lo quét, thì cái đó làm có thuộc tánh vô sân, tại tâm mình nó mát mẻ. Nhưng mà ở trong lúc đó đừng nói cái vô sân đó là tâm từ, nhưng mà bất cứ tâm từ nào thì cũng là vô sân. Bởi vì khi mà chúng ta học thắng pháp, nó có cái trường hợp là chúng ta sẽ học tới cái bộ gọi Yamaka, Yamaka trong tương lai đó, tức là bộ sông đó, hay hay có cách lối khỏi ngược khỏi xuôi. Thí dụ khỏi đàn bà có phải là con người không, thì đúng đàn bà là con người, nhưng mà con người có phải đàn bà không? Không, không hẳn, không nên hẳn nói như thế. Tại vì con người thì gồm có cả đàn ông đàn bà, và có những người lưỡng tính nữa. Không, đó không nên nói là con người thì đã nói con người phải bà, nhưng mà đàn bà chắc chắn là con người. Sắc có phải là quẩn không? Dạ đúng, sắc là quẩn, nhưng mà nói quẩn thì không phải là sắc. Đôi khi nó cần chỉ sắc như vậy. Thì ở tại đây đó, từ vô lượng tâm chính là thuộc tánh vô sân, nhưng mà vô sân đó thì không hẳn là, không hẳn là phải là từ vô lượng tâm. Thuộc tánh xả cũng vậy. Thuộc tánh hành xả cũng vậy. Chứ cái thuộc tánh chúng tôi nói hành xả, mà ở đây tôi là thuộc tánh, tôi sử dụng cái chữ là trung hòa, thì cái thuộc tánh quân bình này nó đúng là xả vô lượng tâm. Ở xả vô lượng tâm tức là thả là quân bình, nhưng mà không hẳn quân bình là xả vô lượng tâm, cái đó chúng phải nhớ. Thành ra riêng về cái chi pháp của tướng vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó, từ là thuộc tánh vô vô thuộc tánh vô sân, bi là thuộc tánh vô thuộc tánh bi, hỷ là thuộc tánh tùy hỷ, và xả là thuộc tánh quân bình. Nhưng mà chỉ có hai cái cố định, đó là bi và tùy hỷ, là cố định, nó nằm trong vô lượng phần. Còn vô sân và quân bình thì nó nằm ở trong 19 cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và ba cái ngăn Phật và hai vô lượng Phật, hai vô lượng Phật và bi và tùy hỷ thì không có trong tâm quả, không có trong tâm quả, nhưng mà trí tuệ thì có. Thì về điểm này đó, chúng tôi muốn nói đến một cái chuyện mà nó sâu xa hơn. Nó sâu xa hơn, không cái chuyện ngoài lề, chứ phải sâu xa, chuyện nói chuyện trên bình bình diện rộng đó, là cái chất của trí tuệ đó nó có ở trong đời sống hàng ngày, và cái chất của trí tuệ nó cũng có thể có trong tiềm thức của chúng ta theo thánh pháp. Và do vậy cái người tu mà tu theo hạnh trí tuệ đó, tu bao hơn là cái người tu theo hạnh tinh tấn và hạnh đức lực. Tại trí tuệ, cái chất của trí tuệ đó, nó tồn tại lâu lắm quý vị. Những cái vị mà tu theo tinh tấn á, thì đôi khi họ nặng về vấn đề là tự lực. Những người tu theo đức tin á, thì đôi khi nghiêng về tha lực. Nhưng mà vị tu theo trí tuệ á, thì quan trọng là làm cái gì mà danh đạt kết quả tốt, không đi, không dài dòng văn tự. Nhưng mà một trong những điểm mà chúng ta thấy á, là cái chất của trí tuệ đó nó đặc biệt lắm. Bi và tùy hỷ đó, nó không có nằm ở trong cái, nó không có nằm ở trong cái tiềm thức mình được.
nó không nằm ở trong cái tiềm thức tồn tại, nhưng mà cái chất trí tuệ thì nó có. Do vậy đối với các vị mà tu hành ba la mật mà các vị mà nghi nặng được trí tuệ như là Đức Phật của chúng ta, hay là trong trường hợp tôn giả sẽ lợi Phật, thì các vị tu vào lắm. Dạ. Trong lúc đó thì ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên ngài cũng bậc đại trí, nhưng mà ngài tu tập và ngài nặng về thần thông, nặng về thiền định. Thiền định thì thứ vị tu nó cực hơn, nó khó hơn. Dạ. Trở đi chúng ta mới nói rằng một trong những cái đặc điểm của cái thuộc tính trí tuệ đó là khi nó có mặt ở trung tâm hợp lý, nhất định là có. Dạ, nhất định là có. Và khi mà chúng ta nói đến bốn vô lượng phần thì chúng ta cũng nên để ý một chút xíu là từ bi hỷ xả là bốn vô lượng phần, nhưng mà khi nào lấy chúng sanh làm đối tượng thì mới có bốn vô lượng phần này. Còn bình thường những cái trong tình hảo nó cũng có vô sân, nó cũng có hành xả hay là quân bình, nhưng mà nó không có phải là xã vô lượng trong 24 của người tộc. Thì quý vị lẽ ra đó là khi mà viết cái phần chú thích cái cột ở giữa đó thì chúng tôi có ghi rõ là tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì nó có bao nhiêu thuộc tánh. Tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ có bao nhiêu thuộc tánh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái phần chú thích nó đã đủ để quý Phật tử có thể theo dõi chúng ta. Và ví dụ như là trong trường hợp hai tâm đầu đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ đó, thì nó hoàn toàn không có khác biệt về cái con số thuộc tánh. Trong lúc mà tâm tham á thì nó có sự sai biệt. Tâm tham là hữu trợ, vô trợ, nó có sai biệt là vô trợ thì hoàn toàn không có hôn trầm và thủy miên, thật ra nó từng phần một. Nhưng mà trong tâm đại thiện này đó, thì thứ vị trong tâm tịnh hảo đó, thì nó cái hữu trợ và vô trợ nó có khác biệt. Thì cái cặp đầu đó, nó vẫn có đầy đủ là 13 thuộc tánh trợ tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, và nó luôn luôn có trí tuệ, và nó cũng có cả có khi nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ. Thì mặc dù để như vậy nhưng mà quý vị phải rất là cẩn thận, là nói có 38 nhưng mà thật ra 5 cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ nếu sanh khởi đó thì chúng vị đó chỉ nó không có đồng sanh với nhau. Yeah. Chúng ta phải thấy cái đối tượng nó khác. Yeah. Không đối có 38 mà luôn luôn có đủ 38, không biết chúng tôi nói về quý vị nghe có rõ không, có 5 cái thuộc tánh bất định, có thể có cái này không có cái kia. Yeah. Nên nhớ điều đó. Nhưng nếu mà học không để ý cái tâm nó sẽ khởi có 38 thuộc tánh là luôn luôn phải có 38 chứ không phải vậy. Yeah. Ví dụ bi và tùy hỷ nó hoàn toàn khác nhau. Hai cái tâm đại thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ, hai tâm đại thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ đó, thì chúng ta thấy nó có chữ ly trí, thì hai tâm này nó khác là hai tâm đầu tiên là nó không có biết, đã có ly trí thì không có trí tuệ, chắc chắn chữ dễ hiểu rồi. Bốn cái tâm sau là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ, tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, hữu trợ, trong đại diện thời xã ly trí vô trợ, trong đại xã ly trí hữu trợ, nó cũng giống như bốn tâm trước, tính từ nó có hai cặp, nhưng mà tại vì nó thời xã thì nó không có cái thuộc tánh hỷ, không có thuộc tánh hỷ. Do vậy quý vị thấy rằng chúng tôi không có chú thích từng tâm một, mà làm một cột chú thích riêng để chúng ta vận dụng suy nghĩ của chúng ta và chúng ta hiểu là nó có bao nhiêu. Thì trường hợp này, khi mà chúng ta nói rằng một tâm có bao nhiêu thuộc tánh,
Thì người học cần phải để ý rằng trong số thuộc tánh đó có một số là thuộc cố định, có nhiều số là bất định, và trong cái số bất định đó nó có những cái không thể đồng sanh, nó có cái này không có cái kia, nên chúng ta không thể lấy một cái con số trọn vẹn. Nó là ví dụ như trong đại thiện thời ý hợp chiếu vô trợ có 38 thuộc tánh, không có. Trong 38 thuộc tánh đó đó thì chúng ta phải trừ ra bốn, nó có 34 thôi. Tại vì nó có thể có chánh ngữ, có thể có chánh nghiệp, có thể có chánh mạng, có thể có bi, có thể có tùy hỷ, nhưng mà không thể có một lần cả năm thứ. Nên nên nhớ kỹ con số này. Và khi mà chúng ta nói có tâm quả đó, thì tâm quả là nó là một cái tâm sản sinh ra do tâm thiện, nó là một phiên bản của tâm thiện, nhưng mà nó không còn cái đặc tính tạo tác, mà nó lại là cái thành quả của tâm tâm thiện. Thì tâm quả thì nó mang nhiều cái dấu ấn của tâm thiện, ngoại trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần không có trong tâm quả. Và tâm duy giác dục giới chánh não, khi mà mình học ở đây chúng tôi nhắc là trong khi thắng pháp đó, nhiều khi nói chuyện nó phải nói hơi dài dòng một chút xíu. Thí dụ như là có những tâm duy tác vô nhân, tâm duy tác vô nhân như là khai khai ngũ môn, khai ý môn, tâm sinh tiếu, thì những cái tâm vô nhân đó nó không gọi là tâm tịnh hảo. Thì khi nói tâm tịnh hảo thì nó cũng duy tác, nhưng mà cái ưng cúng vi tiếu, ưng cúng sinh tiếu thì nó không tính là tâm tịnh hảo, mặc dù cái cười đó không có chuyện gì sai quấy hết. Nhưng mà khi nói tâm tịnh hảo không nhất thiết là tâm thiện, tại trong tâm tịnh hảo đó nó có tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Thì cái ngôn ngữ của thắng pháp á, chúng ta đòi hỏi là tại sao mình phải nói dài, tại vì nếu mà nói thiếu cái đuôi nó đặc biệt, cái chữ này nó phiền lắm. Không phải duy tác nào cũng gọi là tịnh hảo, và không phải tịnh hảo nào cũng là thiện. Những cái đó là cái mà chúng ta thường phải để ý. Và trong trường hợp cái tâm duy tác dùng giới tịnh hảo đó, thì quý vị chúng ta nhớ rằng vị A-la-hán đã có bi và tùy hỷ, nhưng mà vị A-la-hán các vị đã sống tốt tự nhiên rồi, về giới tự nhiên rồi, các vị không có cái cố gắng để ngăn trừ, miệng không nói lời ác, thân không hành động ác, và nuôi bạn một cách trái phải, không có đối vị ở đối vị A-la-hán. Thành ra ngăn trừ phần không có trong trong duy tắc dục giới tịnh hảo. Và chúng tôi muốn nhắc lại một điều rất là quan trọng mà mười người học phải để ý ra, là ba cái thứ tâm này ngày xưa đó, ngày thực sự ngày dịch là tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm đại hạnh, là những cái thứ tâm có mặt ở nhiều cõi, biết được nhiều cảnh, làm được nhiều việc, và những tâm rộng lớn. Và hầu như nếu chúng ta không có nhập thiền thì đời sống hàng ngày của chư vị Phạm Thiên, Chư Thiên và con người sống bằng tâm niệm. Nếu mà chư vị A-la-hán không biết cảnh Niết Bàn, không nhập thiền thì các vị cũng sống bằng tâm duy tác, dục giới tịnh hảo, và những thứ tâm mà có thể được sử dụng trong rất nhiều cái trường hợp khác nhau. Một cái người mà học thắng pháp đó, thì không thể không biết cái chiêu kích rộng lớn của ba thứ tâm này, đó là tâm ba thứ tâm dục giới tịnh hảo. Bây giờ thì xin được kết thúc ở tại đây trước khi chúng ta qua phần thảo luận. Bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết thượng tọa Từ Siêu có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu ở trước máy và thượng tọa nghe được thì xin thượng tọa khoan nghỉ. Tôi đã hoan nghỉ thượng tọa giảng cho phần tiếp theo, và cũng có thể sau đó chúng ta có một số cuộc thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Với lại thượng tọa Từ Siêu không có ở trước mặt. Dạ, thấy thượng tọa Từ Siêu rồi. Kính cung thỉnh thượng tọa.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong khi chờ đợi thì tôi rất đắm soạn các cái câu thảo luận cho bài học hôm nay, thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị một vài điều. Nhưng trong bài học kính thưa quý vị, đối với cái tâm dục với tình hảo, có sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh và tâm. Khi chúng ta nói đến cái tâm tịnh hảo thì trước hết chúng ta nhớ là có 13 cái thuộc tánh tự tha. Và 19 thuộc tánh tịnh hợp với hành, tính niệm tạp quý, vô tham vô sân trung hòa, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, vô thân vô tâm, tích thân tích tâm, thuận thân thuận tâm, chánh thân chánh tâm. Còn lại thì nó có 6 cái thuộc tánh thuộc tịnh hảo vị cảnh. Thì ở trong 6 thuộc tánh tịnh hảo vị cảnh đó, thì tâm thiện, dục giới và tâm duy giác, duy tác dục giới tình hảo, nó có thể có 3 cái thuộc tính giới phần, chánh ngưỡng chánh nghị chánh thuộc tính tình, xin lỗi vì cái tâm thiện dục giới đó thì nó có 3 cái thuộc tánh giới phần, tức là chánh ngữ chánh thị chánh mạng. Nhưng mà tâm tịnh hảo thuộc về quả dục giới hữu nhân hay 8 đại quả và 8 duy tác giới hữu nhân hay là duy tác tịnh hảo giới thì không có giới phần, bởi trên phương diện tu tập hành trì thì chỉ có tâm thiện dục giới dùng chánh ngưỡng chánh niệm chánh mạng để mà ngăn phiền não, trừ loại trừ ác pháp về thân, về lời,
Và sự nuôi mà đối với vị A-la-hán thì ngài không còn phiền não, không còn ác pháp, do đó không cần phải có ba giới Phật ở trong tâm của vị A-la-hán, tâm tố hay là tâm duy tác cũng có. Cũng thí dụ như một người còn bệnh đó, thì mới dùng đến thuốc để trị bệnh, nhưng mà với người đã dứt bệnh rồi thì họ không cần uống thuốc để điều trị nữa. Còn riêng về cái tâm đại quả hay là tâm quả dụng giới hữu nhân thì không có giới phận, bởi vì giới phận nó thuộc về động lực. Còn ba, còn tám tâm quả đó thì nó thuộc vốn quả chứ không phải là vốn động, không phải là động lực, cho nên không có. Chúng ta nhớ kỹ cái chỗ đó. Còn hai giới phần, hai vô lượng phần, tức là bi và từ hỷ, thì nói riêng bi và từ hỷ, nhưng mà nói chung tức là có từ bi hỷ xả. Thì từ bi hỷ xả thì nó có mặt ở trong hai loại tâm, tức là tâm thiện dục giới và tâm tố dục giới hữu nhân của vị A-la-hán. Bởi vì phàm phu và thánh hữu học thì ta cũng vẫn an trú được bốn cái vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Vị A La Hán ngày ngày cũng an trú bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, cho nên bốn vô lượng tâm đều có mặt ở trong tâm của tâm thiện và có mặt ở trong tâm tố, tâm duy tác có đủ. Khi nãy chúng tôi có nghe thì Thượng Tọa Giác Đẳng có trình bày thì ở đây đó, bi và tùy hỷ nói đó là biệt cảnh, còn tâm từ với tâm xả thì nó thuộc chi pháp và tịnh hảo giới hạnh. Tuy nhiên Thượng Tọa có trình bày cho chúng ta biết là ở đây chúng tôi nhắc lại là vì tâm từ nó xuất phát từ cái thù tánh vô sân, và tâm bi nó xuất phát từ cái xả đó, xả nó thuộc tâm từ xuất phát từ vô sân, còn hành hành xả xả vô lượng tâm thì nó xuất phát từ cái chi pháp gọi là trung hòa. Nhưng mà không phải lúc nào vô sân cũng là tâm từ, và lúc nào tâm cái thuộc tánh trung hòa cũng là tâm xả vô lượng tâm hết đâu. Bởi vậy chúng ta cần phải hiểu rằng cái thuộc tánh vô sân, cái đặc tính là nó có đặc tính là nó làm cho các pháp đồng sanh được tươi nhuận, được mát mẻ, nó không có
sẽ nóng nảy. Còn Trung Hòa, cái đặc tính của nó là làm với các pháp cùng sanh ở cái mức độ trung bình, quân bình, không có thái quá, không bất cập. Chúng tôi thường thí dụ cái thuộc tánh vô sân, nó cũng giống như là cái máy điều hòa ở trong cái phòng ngủ của chúng ta vậy, hay là máy lạnh. Còn xả hay còn trung hòa thì nó có, nó cũng giống như là cái máy ổn áp bầu cho cái điện kế nó bao nhiêu volt, có khi lên có khi cao thì thấp 110 hay là 220 gì đó, thì có khi nó hơn có khi nó thấp. Thì cái máy ổn áp đó thì nó có cái tính năng là giữ quân bình trở lại là đều 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 22 hoặc 101, nó không có cho lên cao mà cũng không cho xuống thấp cái dòng điện. Thì do đó ở cái những cái hai thuộc tánh này thì tâm tịnh hảo luôn luôn khó. Nhưng mà rồi khi mà mình tu tập, mình tận dụng cái đặc tính của tâm sở vô sân, tận dụng cái đặc tính của tâm sở trung hòa để phát triển làm thành từ tâm và xả tâm. Cho nên khi nói đến từ bi hỷ xả thì chúng ta phải nên nhớ rằng từ bi hỷ xả thì không phải là lúc nào cũng có thể có, nó chỉ có thể có mặt chứ không phải lúc nào cũng có. Bởi vì hễ nói đến từ bi hỷ xả thì chúng ta phải nói đó là bi cảnh đúng hơn. Nhưng mà riêng rồi vô sân và cái tâm trung hòa đó thì nó trở thành tịnh hảo biến hành, bởi vì lấy theo cái đặc tính, cái đặc tính nó trợ cho các pháp đồng sanh được bảo hòa. Còn hễ khi mà gọi là an trú pháp thì chỉ có vị A La Hán là an trú từ bi hỷ xả được. Nhưng mà cũng có khi tâm tố thì lại suy nghĩ đến chuyện khác, làm việc khác, như lúc ngài đang thuyết pháp thì chẳng hạn, hoặc là ngài đang làm việc gì, ngài đi khất thực vân vân. Thì trong lúc đó, đó cái tâm tố khởi lên thì không phải là có mặt từ bi hỷ xả luôn luôn. Khi nào có tác ý đến cái pháp đó thì cái đó pháp đó mới có mặt. Cũng như tâm thiện vậy, khi mà chúng ta tu tập từ bi hỷ xả thì mới có từ bi hỷ xả chứ. Khi mà chúng ta
làm cái việc khác đó, như là chúng ta đang bố thí hoặc đang giữ giới hoặc đang tu thiền, thì lúc đó, xài cái tâm thiện dụ giới nó không có thể hiện từ bi hỷ xả. Nếu mà có chăng đó thì ở trong cái tâm thiện mà bố thí trì giới thì nó có cái thuộc tánh vô sân, thuộc tánh trung hòa, bởi vì nó hai cái thuộc tánh này nó thuộc về tịnh hảo biến hành có để mà làm cho các cái tâm sở đồng sanh nó được mát mẻ, hay là nó giữ cái mức độ cái tâm lý quân bình như vậy thôi. Ở đây chúng ta nhớ gì, cái này chúng ta phải học kỹ, chứ còn nếu mà có một số học viên đó, hoặc là khi mà học đó, ông thầy không có nhắc thì tự nhiên ở trong kinh tạng thì hãy nói đến vô lượng tâm thì phải là từ bi hỷ xả, mà ở trong thắng pháp thì quý vị thấy chỉ có bi và tùy hỷ thôi, rồi không biết ở đó mà cãi với nhau là cái sự khác biệt giữa cái thắng pháp và kinh tạng, thì cái điều này cũng nông nổi lắm thôi. Có chứ không phải không có, nhưng mà phải hiểu cái tính cách của mỗi một thuộc tánh như vậy, nó đối với các pháp đồng sanh như thế nào, chúng ta phải hiểu được chứ đó. Rồi cái thuộc tánh thứ sáu, thuộc tánh tịnh hảo biệt cảnh, là cái tâm ở cái thuộc tánh trí tuệ hay tâm sở tuệ quyền. Thì cái thuộc tánh trí tuệ này không có mặt ở trong hết tất cả những cái tâm tịnh hảo, chín bốn tình tịnh hảo đâu, nó chỉ có mặt ở trong 79 tâm tịnh hảo hợp trí mà thôi. Tức là những cái tâm thiện dục giới hợp trí, bốn thiện dục giới hợp trí, bốn quả dục giới hợp trí, bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, thì mới 12 tâm đó nó mới có cái tâm sở trí tuệ. Còn 12 tâm sở là bốn tâm, 12 tâm, bốn tâm thiện dục giới lý trí không có trí tuệ tương ưng, rồi bốn tâm quả dục giới hữu nhân lý trí thì không có sở trí tuệ tương hợp, rồi bốn tâm duy tác dù với hữu nhân lý trí cũng không có sự trí tuệ tương hợp. Thì cái trường hợp này chúng ta cần phải lưu ý. Và ở đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị một vấn đề nữa thôi. Chắc có lẽ là chúng ta đã có cái câu thảo luận rồi, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm cái vấn đề này. Đối với tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới hữu nhân, tâm duy tác dục giới hữu nhân đều có những cái tâm vô trợ và hữu trợ. Như vậy thì vô trợ và hỗ trợ của những cái tâm tịnh hảo này với vô trợ hỗ trợ của cái tâm bất thiện thì như thế nào? Ở đây thưa quý vị, đã gọi là vô trợ hỗ trợ thì có cái điểm chung, tức là cái tâm thiện hay tâm vô ký hay tâm bất thiện hữu trợ vô trợ đó,
thì nó sanh khởi không cần phải có cái điều kiện khách quan trợ giúp thúc đẩy, nó vẫn sanh khởi. Còn khi mà có điều kiện khách quan thúc đẩy thì gọi là hỗ trợ. Cái tâm bất thiện quý vị, cái hỗ trợ và vô trợ cũng là do nơi cái điều kiện khách quan thúc đẩy hay là không có điều kiện khách quan ở bên ngoài thúc đẩy mình nó sinh lợi. Tuy nhiên khác nhau ở chỗ là có hai cái thuộc tánh hôn trầm và thủy miên đó, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dưỡi, trạng thái giả dưỡi buồn ngủ. Hai cái thuộc tánh đó nếu mà nó sinh khởi thì nó chỉ tương hợp với tâm bất thiện hỗ trợ mà thôi. Như vậy thì không có nghĩa là tâm bất thiện hỗ trợ như tham hỗ trợ hay sân hỗ trợ là luôn luôn có mặt hôn trầm thủy miên. Chúng ta thường bị nhầm cái chỗ này. Ở đây hỗ trợ và vô trợ của tâm bất thiện với hỗ trợ và vô trợ của tâm tịnh hảo dục giới thì cái điểm giống nhau ở chỗ là một đằng thì có những cái điều kiện để thúc đẩy cho sinh khởi, còn một đằng thì không có cái điều kiện gì, gọi là vô điều kiện, nó vẫn sinh khởi. Sinh khởi cái đó nó giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là đối với cái tâm tịnh hảo dùng với hỗ trợ thì hoàn toàn không có mặt của hôn trầm thủy miên, còn đối với bất thiện thì có mặt hôn trầm thủy miên được, có thể có được. Nên cái chỗ đó chúng ta cũng cần phải suy xét cho nó kỹ. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta cũng có cái khôn thấu lượng của tự tội giác đáng nêu lên. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại Nam Mô A Di Đà. Cái này mình hỏi nghe nó cũng hơi khôi hài nhưng mà nó cũng vui, đó là sao trong tâm bất thiện thì nó chỉ có bốn cái thuộc tánh bất thiện biến hành thôi, tức là si vô tàm quý phóng dật, mà trong tâm tịnh hảo thì nó tới 19 nhiều quá. Thì khi mà mình đọc con số nhiều quá như vậy là phải chăng là mình thấy rằng một cái người mà sanh ra tâm thiện ấy, nó cũng không phải dễ, và tâm thiện thì nó tinh tế hơn nhiều, có phải vậy không? Xin kính thưa thượng tọa nghỉ trở lại để chia sẻ một vài suy tư thượng tọa về điểm này. Quý vị và hãy chờ cho tôi uống nước một chút xíu.
Kính thưa quý vị, cái điều này chúng ta có thể hiểu qua cái thí dụ. Một tâm tình hảo thì nó cũng giống như một cái món ăn ngon, mà trong món ăn ngon như vậy đó thì trong đó người đầu bếp họ phải có gia vị nhiều thứ, họ có nhiều cái nguyên liệu để làm thành món ăn ngon. Còn một cái món ăn tầm thường, món ăn không có ngon lành, nấu cho có nấu, ăn cho có ăn như vậy, chẳng hạn như là rau luộc thôi, thì như vậy đơn giản, không cần phải thêm cái nguyên liệu gì hết, không còn thêm cái gia vị gì hết. Cũng vậy, tâm tình hảo vì rằng đó là cái tâm tốt. Cho nên nó còn phải có nhiều cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành để nó tốt nghiệp, tốt đẹp toàn diện. Còn đối với tâm bất thiện đó, thì nó chỉ cần có những cái đặc tính làm xấu được rồi, tức là có si vô tạo quý phúc vật là được rồi, chứ không có cần phải có nhiều. Một cái thí dụ thứ hai đó, thì chúng ta biết rằng thuốc bổ đó, thì trong đó nó có nhiều cái hoạt chất, cái hoạt chất ở trong đó nó là nó cung cấp cho nhiều cái vitamin vân vân. Còn hãng đã gọi là thuốc độc á, thì nó chỉ có một cái đặc tính là độc, chỉ vậy thôi. Cho nên thuốc độc không cần phải có nhiều thành phần, còn thuốc bổ phải có nhiều thành phần. Tâm bất thiện, tham hay sân hay tâm si, nó có bốn cái thuộc tính bất thiện biến hành là si vô tạo quý phúc vật, là đủ rồi, bao nhiêu đủ rồi, đủ để làm cho cái tâm nó xấu quá. Còn cái tâm tịnh hảo nó phải có 19 cái tâm sở. Tịnh hảo biến hành là bởi vì nó phải tốt ở cái phương diện này phương diện khác.
Thì đó là một vài cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra để trả lời cái câu thảo luận của Thượng Tọa Chánh Đẳng như vậy. Chúng tôi xin lỗi Thượng Tọa Chánh Đẳng, xin lỗi các Phật tử, không hiểu tại sao mà bắt đầu cuối năm nay sức khỏe chúng tôi nó lại kém nhiều, sa sút nhiều. Cho nên những ngày mà chúng tôi khỏe thì nó ít đi, nó thưa. Nhưng mà những ngày chúng tôi bị mệt mỏi, bị đau bệnh thì nó lại nhiều, nhiều ngày. Cho nên có những ngày chúng tôi vắng mặt, chúng tôi không có vào rừng được. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng không có còn bao lâu nữa. Bây giờ thấy có Thượng Tọa Tề Huy rồi, may quá. Thượng Tọa Tề Huy mà bao gồm giúp tiếp Thượng Tọa Nhật Đẳng giúp. Dạ, cảm ơn sư đệ nhiều. Sư đệ qua hỷ lo giúp cái công việc. Sa thú cái kiện từ đầu tới sinh. Thật ra rất là mong rằng sự tập thể siêu sẽ bớt công việc rồi. Và để sức khỏe cho những công việc khác quan trọng hơn. Thấy sự tập thể siêu là việc nhiều quá. Bây giờ thì xin thỉnh sự tập thể siêu đi nghỉ, và để thỉnh sự tập thể quyền thỉnh đó có nghe được không? Nếu sự tập thể quyền nghe được, xin sự tập hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa Thượng Tọa Quyền, khi mà chúng ta nói đến những thuộc tánh tợ tha, thuộc tánh bất thiện, thuộc tánh tịnh hảo đó, thì Phật tử phần lớn nghĩ cái tốt đó chỉ nằm ở trong thuộc tánh tịnh hảo thôi. Nhưng mà có những cái thuộc tánh, ví dụ như 7 cái thuộc tánh tợ tha bị cảnh, 6 thuộc tánh tợ bị cảnh đó. Trong 6 đó, cái đó có tầm tứ thắng giải thằng cần nghĩ dục đó. Thì rõ ràng là những pháp này nó đi với thiện thì nó là thiện, đi bất thiện nó là bất thiện, thì chuyện nó có bởi vì chúng ta gọi là tự tha. Nhưng mà khi nó đi với thiện thì nó đặc biệt cũng quan trọng phải không? Thí dụ như mình nói tầm, ví dụ mình nói thực đánh tứ hỷ thắng giải cần hỷ dục rồi chẳng hạn, thì xin thỉnh từ đầu khoan hỷ nói thêm về về điểm này để trả lời cho câu thảo luận số 2 của tỉnh Thượng Tọa Tề Huy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Chánh Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Trụ Trì Sư Minh Tâm, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ rồi, cảm ơn quý vị nhiều. Có những thuộc tánh tợ tha như tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Mặc dù thuộc tánh tự tha nhưng phải chăng ở tâm tịnh hảo thì cũng tịnh hảo như các thuộc tánh tịnh hảo. Đây là một điều mà nếu như không có cái tính chúng ta gọi là cái tự tha thì cho nó như thế. Nhưng điều mà đây là những cái sở hữu hay là những cái yếu tố của tâm, nó phải phối hợp nó mới được, nó làm cho cái tâm tịnh hảo tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu thiền, hay chúng ta học Phật Pháp, hay chúng ta nghe Pháp,
Những yếu tố này nếu như không có mặt thì hoàn toàn nó sẽ yếu kém vô cùng trong cái thiện sự đó, trong cái tâm đó. Cũng như bị cái tâm, nếu như chúng ta không có tầm để tìm tìm kiếm cái cảnh, hay chúng ta không có khăng khít với cái cảnh, hay không có có chuyên cần, hay là không có vui, hay không có thích, thì cái tâm của chúng ta không có nhiệt huyết. Dẫu chúng ta tu thú thiền định hay là các công đức thiện sự, thì những yếu tố này cực kỳ quan trọng ở trong cái yếu tố thủ tính tình hạnh. Bởi vì sao vậy? Nếu như thí dụ một người làm thì tự nhiên tâm của họ hân hoan, tâm của họ có một cái khẳng định, có một cái định lực hay là cái thắng giải này nó mạnh mẽ đó, thì nó sẽ làm tốt. Đã chăm chú, họ chìm đắm ở trong cái thí dụ nghe pháp thì họ họ tĩnh tâm, họ thật sự để lắng nghe từng câu kinh tiếng kệ, họ học Phật pháp một cách cẩn trọng, họ đọc kinh một cách từ tốn, một cách nhẹ nhàng, một cách chậm rãi, và cũng như là họ tu tập, họ theo dõi thân tâm, hay hoặc là khăng khít ở trong đề mục, áp chế đè nén ở trong một đề mục nào đó của thiền chỉ, thì những yếu tố này nó phải trở tạo. Ngoài ra yếu tố mà bảy sở hữu á, bảy sở hữu biến hành á, xúc thọ tưởng tự định mà nguyện tác ý, đều đây tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, yếu tố của biệt cảnh này nó là một cái, nó cũng là một cái chất xúc tác rất là lớn. Nếu như chúng ta làm việc mà không làm một cách hăng say, không lập tức là nhiệt quyết, thì những cái nhiệt quyết, cái hăng say đó đó, tức là cái thắng giải cần hỷ dục này đó, thì kính thưa quý vị, hầu như là nó làm mà sự sụp đổ hết, làm nó không có cái yếu tố, tức là nó không có cái động lực đó, đó chúng ta gọi yếu tố cái động lực. Yếu tố động lực này chính là tuy nó tự tha theo đó, nó không nó phối hợp cùng với cái tâm thiện, nó phối hợp cùng với cái tâm mà tâm đại thiện của chúng ta, cái tâm chúng ta, tâm tu của chúng ta đó. Nhưng điều nó cực kỳ quan trọng, nó lớn lắm nha. Thử quý vị làm một cái việc gì đó mà kiểu như mà làm, kiểu như bị làm hay là cố gắng làm một cách coi như là tại bị đó, thì yếu tố tầm tứ thắng giải cần hỷ dục này nó không có mặt nhẹ, nó có mặt rất ít, nó rất có mặt, tức nó không có được như ý mà chúng ta được. Thì cũng vậy, một việc lớn nhỏ gì cũng vậy, nói rằng là tự tha, chúng ta nghe cái chữ tự tha thì chúng ta nghĩ rằng nó phối hợp, nó cùng đi theo. Nhưng quả thật những cái này nếu như không có, hoàn toàn những yếu tố mà để tác thành một động lực đại thiện, nó hợp với trí tuệ để mà ra cái quả tốt thì rất là khó. Thì nó cũng có như có tự mãi mai, đúng như là có tự mãi mai vậy. Thì ở đây tâm nếu như được cái sự phối hợp của biệt cảnh này, tức là sáu sở hữu biệt cảnh tự tha này nó yểm trợ, thì cũng là một yếu tố rất quan trọng ở trong cái đời sống tu tập, cũng như ở đời sống vừa pháp học lẫn các pháp hành cũng phải có sự phối hợp như thế. Và đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì không tốt thì kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Tài. Hôm nay tôi kịp xin tổ sư quyền. Khi xin tổ vô, xin tổ không có ngày nữa. Bữa nay chắc xin tổ đã đủ nhiều chuyện. Xin tổ tự siêu đi và chỉ có xin tổ sư quyền đi. Xin tổ sư quyền. Chúng ta nói đến một cái thuộc tánh khác có mặt trong tất cả tâm đó, của tánh tư, Chitana. Và thuộc tánh tư đó được xem là tạo nghiệp. Dạ, được xem là tạo nghiệp. Nhưng mà
thuộc tính tư nó có mặt ở trong tâm thiện dục giới thì nó khác phải không, và có mặt ở trong tâm quả khác, ở trong tâm duy tác khác, và thuộc tính tư mà ở trong tâm thọ xả khác, mà trong thọ hỷ khác, mà trong vô trợ khác, hữu trợ khác, hợp lý cái ly trí khác, có đúng như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn vị. Dầu cho bất cứ ở thuộc tánh nào đi nữa, thiện ác, cái thiện cực mạnh và cái thiện cực yếu, cái ác cực mạnh và cái ác yếu thật yếu, cũng có tư phối hợp. Nếu như không có tư phối hợp thì thế là động lực nó sẽ không, nó không tạo thành được. Bởi vì cho nên đây là bảy sơ hồ biến hành, nó phối hợp tất cả tâm xúc thọ tưởng tư định và nguyện tất ý là như vậy đó. Những cái mà ở đây tư, kính thưa quý vị, khi chúng ta nói bởi chúng ta nhớ cái câu mà nó chê tên hàng phức cơ quê cầm măng quá đa mí, nghiệp là gì? Để tác động nên cái quả đó phải có tư hành động chê tên hàng. Mà quý vị biết định vị phạm tội đối với các luật sư khi mà để mà khi mà vào các cái tăng sự đó thì phân tích vì đó trình tội thì cái tội đó như thế nào, tâm tư lúc đó ra sao, thì có chê tánh ha lúc nào thì bị như lúc đó đó. Đó là một cái điều mà chỉ có nâng dựa theo chê tánh ha mới nói chuyện. Rồi cũng chê tánh ha này, kính thưa quý vị, đây là một điều mà hết sức là tư hành động đó. Tư hành động của phải có cái tư ở đây chính là cái ý hay là cái tâm tác động mạnh yếu nhẹ gì đó. Thì kính thưa quý vị, thì đây là chính là một chỗ mà dẫu cho tâm dục giới, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới, hay tâm quả, hay tâm duy tác gì, tất cả cũng phải có. Nhưng cái tư đó đó, ví dụ như bây giờ thầy ta hỏi cái duy tác nó có tư, nhưng được cái tư này nó chỉ là một xử lý nhưng nó không có cho ra quả. Ví dụ như bây giờ cái sự suy nghĩ của các bậc thánh, cái sự suy nghĩ của Phật để có một cái tư, tâm nó mới làm việc, nó thúc đẩy. Nhưng khi nào cái tư hành động mà để đưa đến kết quả thiện ác đó, cái kết quả thiện ác đó, thì cái tư đó cũng như mình chúng ta không có sử dụng được. Đối với các bậc thánh thì cái tâm đó nó là cái tâm coi như nó xài cái duy tác tâm mà, thì cái tư đó nó, chúng ta tạo gọi tức là ra không phải như chúng ta. Ví dụ bây giờ như là còn chúng ta một là thiện ác, một là tâm thiện, hay là tâm ác, thì cái này gọi là cái tâm phi thiện phi bất thiện, hay là tâm duy tác kriya citta đó. Thì chẳng hạn giờ cái tâm như một người có cái tâm tu mà người ta hành thiện, để những cái tâm thiện tâm đó sanh về cõi dục giới, sanh về cõi dục giới. Thì nếu sanh về cõi dục giới thì cõi dục giới đó mà được tư hành động thì là làm các công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, tính phát triển công đức, hội công đức, vân vân. Còn mà tư mà thuộc về đạo đại thiền dục giới thì cái tư đó nó hành động cho các cái tướng như là cho như tầm tứ hy lạc định đó. Rồi đến cái công vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, tức là tư của đại thiện, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở và phi tưởng, phi tưởng xứ. Còn ở đây khi mà cái giới tư này rất quan trọng, chính cái tư này nếu như không có thì không xác trừ phiền não đâu. Cái tư này không có thì không xác trừ phiền não. Còn cái tư mà đấy mà cũng như cái tâm đó cũng như cái tâm thọ xả thôi, đối với cái vị thánh A-la-hán tứ quả đó. Cho nên vì vậy á, là cái con người mình á, thường thường á, mình nghĩ á, cái đúc cái đó con người nó, chúng ta nói rằng cái tấm lòng mình á, nó xấu hay tốt gì ở tại tâm, được hay không gì tại tâm mình, thì nói đó chính là cái tâm tốt hay xấu, chính là tư đó. Nhiều khi chúng ta có của ti tơ tóc mà nghĩa đây là tức là tâm nghĩa so nghìn trùng, tức là một cái vật rất là nhỏ nhưng cái ý nghĩa nó cái tâm thành cái chê tana nó cực kỳ lớn, cũng cho cái quả lớn.
để cho ra cái quả lớn. Cho nên ở đời này á, nếu như chúng ta làm việc bằng một cái tư thì nó sẽ kết quả tốt chứ. Còn một số người ta nói như thế này là sai, nhớ nha. À, tôi làm phước hay tôi làm gì tôi không cần danh lợi, tôi không suy nghĩ gì hết, đó chính là sai. Người hiểu biết Phật pháp, tôi không mong cầu để tôi sanh thiên, để tôi hưởng dục, tôi hưởng lạc gì, nhưng ít đăng quá tâm mê vui nhân a sở quá khai gia quan hô tú, cái hành động này hãy là nhân để chấm dứt sinh tử đau khổ. Và ngay cả họ dùng cái thiện sự, cái hành động này để có cái quả đời sau như thế này thế kia thì quả cũng quả lớn. Còn cái người mà làm việc bằng cái tâm rất nhẹ nhàng thì họ chỉ là được cái tức là họ buông xả thôi, hay hoặc là họ chỉ không có tư duy nhiều, cái tâm họ nó cho bằng cái tâm nó không có mạnh mẽ, nó thiếu cái tư, thiếu cái mạnh của cái tư. Quý vị nhớ như vậy nha. Chứ một người hiểu Phật pháp đó rằng à, một người mà làm, nếu như chúng ta nói theo hình thái của đời, người đó thi ân bất cầu báo, chúng ta tạm gọi như vậy, thì cái giá trị của thi ân bất cầu báo này là giá trị của ba la mật kia, họ hướng tới ba la mật kia. Chứ còn họ làm, họ chỉ biết làm thôi. Nhiều người cái tâm tư của chính họ, bởi vì họ nhiều quá, họ chỉ làm bằng một cái ý niệm tốt thôi chứ không bằng cái gì đó, họ giúp cho người bằng cái ý niệm tốt, thì cái đó nó không phải là giá trị của ba la mật. Mà ba la mật biết rằng à, đây là cái sự chấp thủ, buông bỏ cái sự chấp thủ, để đây chính là sai, cho họ không chấp về tiền của nhưng họ chấp về cái khác. Cái tâm ái chấp của chúng sinh nó lạ lắm, mà kính thưa quý vị, cái chê tới nay như vậy đó là nó yếu kém. Còn một người làm việc bằng một cái tâm quyết định, bằng một cái tâm lực, bằng một cái vật lực, bằng cái tâm lực sức mạnh nó mạnh mẽ rõ ràng, thì tư đó nó tạo thành động lực mạnh. Mà khi tạo thành động lực mạnh vậy thì nó cho ra cái quả gì thuộc tốt đẹp, hay là chính các vị mà người ta tu tập nó mạnh mẽ đó, thì cái chứng đắc thiền, chứng đắc thiền vượt qua tất cả họ mới đạt được, và họ cả bỏ luôn cái thiền sắc giới, và mới vượt đến cái thiền vô sắc giới, và vượt qua cái thiền sắc giới luôn, họ mới đạt được cái trạng thái mà diệt thọ tưởng định, vân vân, diệt thọ diệt tưởng định. Thì cái giá trị đó đó nó mạnh lắm, cũng do tư dẫn dắt nha, chứ không phải là chuyện của diệt biết. Cũng dạy chứng sơ nhị tam tứ đạo cũng phải do tư. Đại thiện này có tư nó mạnh mẽ, nó hợp trí, nó hợp, đại thiện hợp trong tâm siêu thế, nó sát trừ phiền não, thượng phần kiến sử tới ngay chứng đắc cái chú đầu quần, vì được thân kiến và nghi chứ cấm thủ vân vân. Thì từng cấp đó là tiến lên cho đến khi chấm dứt sinh tử khổ đau. Thì ở đây thuộc tính của Chaitanya rất mạnh, khi phối hợp ở trong từng tâm, từng cái giá trị của yếu tố của tâm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là cái trong tâm đại thiện siêu thế, cũng phải là tư này nó làm việc thúc đẩy và mạnh mẽ. Cho nên còn nếu mà làm việc mà cứ lơ phất phơ và làm việc mà kiểu như chúng tôi là siêu siêu ảnh ảnh đó, thì cái tư nó yếu. Cái đó là thật sự làm việc bằng cái tâm nó chần chừ, nó không có cảo quyết, thì cái tư này nó phối hợp rất là yếu, thì cái hiệu quả nó không thành tựu. Chúng ta nhớ nghe chứ, mà đừng có nghĩ rằng à thôi tôi làm việc, tôi làm phước, tôi không có tính toán, mình không tính toán, mình không có cầu báo gì ghê gớm người ta, hoặc phải báo đáp gì ghê gớm, nhưng điều do nhân này, hành động này, mình xả bỏ những cái ái chấp của mình và mong chúng sinh được an lạc, mong chúng sinh được an vui như chính mình đang an vui, mong chúng sinh có được sự no ấm, sự bình yên như chính mình có được sự no ấm, bình yên, mình ban rãi một cái điều kiện cho chính họ, thì đây là một điều rất là tốt đẹp. Chứ thường thường chúng ta nhớ không, nếu như làm việc ở ngoài đời, tức là việc một cách vô tư, làm việc một cách vô tư, ở bờ họ cũng xài chữ vô tư, không có suy nghĩ tới, thì nó là một sự thắng đạt rất là tốt đẹp. Nhưng ngược lại về Phật pháp thì chúng ta hiểu cách khác. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái sự sâu sát, một cái nhìn rộng, một cái nhìn lớn, thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới nắm bắt được. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con. Dạ, nếu có đi khởi mô túc thì kính thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú cái chân thượng tọa tuệ quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn nhắc lại một vài việc ở tại đây. Thượng tọa tuệ quyền đã nói rồi, nhưng mà khi mà mình học thắng pháp đó, mỗi một cái giai đoạn của giáo trình thì chúng ta sẽ nhìn sự việc khác nhau. Thí dụ mình học về tâm, xong mình học qua thuộc tánh cũng khác. Và khi mình học về thuộc tánh xong rồi sau này mình học những pháp giống như là người cõi nghiệp, hay hoặc giả là học về diễn trình tâm thức, chúng ta sẽ thấy khác. Riêng về cái phần tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đó, thì chúng tôi nhắc quý vị là thí dụ thượng tọa tuệ quyền có nói rằng cái thuộc tánh tư chính là nghiệp. Tư ở đây tức là chủ trương tạo tác hay chủ tâm tạo tác đó. Nhưng mà nó có cái như vậy là mặc dù mới nói thì nghe giống nhau, nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong cái tâm mà thọ hỷ, thí mình làm thiện mà tâm thọ hỷ đó, thì cái tư nó mạnh hơn là thọ xả. Mà khi mà mình làm việc với tâm hợp trí đó, thì cái tư nó mạnh hơn. Và khi mình làm việc với cái tâm vô trợ thì cái tư nó mạnh hơn là hữu trợ. Mặc dù cái nào cũng có hết, tư nó có mặt trong tất cả. Nhưng mà bởi vì khi mà làm phước mà làm bằng tâm thọ hỷ thì cái quả nó nhiều hơn thọ xả. Mà nói tâm dục giới, thọ hỷ nhiều thọ xả. Mà trong tâm dục giới đó mà làm bằng tâm hợp trí là cái quả nhiều hơn là ly trí. Và làm bằng tâm vô trợ thì quả nhiều hơn tâm hữu trợ. Dạ, cái đó là cái mà chúng ta phải đi. Mặc dù mình mới nghe thì là trong tâm nào cũng có thuộc tánh tư, nhưng mà nó không phải giống nhau, nó tùy theo mỗi tâm, nó tùy theo mỗi tâm. Cái đó là cái mà chúng ta để ý. Và ví dụ như là trở lại cái câu số 2 mà tòa tự quyền vừa đề cập đó, thì quý vị thấy rằng trong biệt cảnh đó, những cái thuộc tánh biệt cảnh mà chúng ta học đó có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó, thì cái tầm cái tứ trong đời sống hàng ngày nó là bình thường thôi. Dạ, nó đúng là tợ tha. Nhưng mà tầm và tứ mà ở trong thiền ấy, là chi thiền tầm tứ hỷ lạc định ấy, thì tầm tứ hỷ đó lớn chuyện, nó không có đơn giản. Mặc dù nó là tợ tha, nghe không thiện bất thiện, nhưng mà ở trong một số tâm nào đó nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Hay là chúng ta nghe nói đến có năm cái lực và năm cái căn, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, rồi tính tấn niệm định huệ. Thì ở trong đó tính niệm tính là thuộc về tịnh thảo, nhưng mà tấn thì nó nằm ở trong tự tha, và tức là thuộc tính cần. Và niệm là tịnh thảo, định là nằm trong tự tha, và huệ là trong tịnh thảo. Thì chúng ta thấy rằng năm cái lực này đó, thì hai cái là định và cần thì nằm ở trong tự tha, mà tính niệm và tuệ thì nằm ở trong tịnh thảo. Và nói như vậy thì những cái thuộc tánh tự tha không nên quan niệm rằng nó chỉ đơn thuần là trung tính. Và cái tự tha đó nó là trung tính, gọi là trung tính đó, là khi nào mà lấy ví dụ như là nó đi với tâm vô nhân, như là trong ngũ sông thức chẳng hạn, hay là tâm vô nhân. Nhưng mà tự tha khi đi với tâm bất thiện có khi nó rất là bất thiện, mà khi đi tâm thiện thì nó rất là thiện. Và cái thiện này đôi khi nó còn, cái tình thảo này đó nó còn mạnh mẽ, nó đóng vai trò quan trọng nữa. Như chúng tôi nói rằng tầm tứ ở trong năm chi thiền đóng vai trò rất là mạnh mẽ, nên chúng ta nên để ý điểm này. Chúng tôi phải nhắc là bởi vì có nhiều khi quý Phật tử đọc á, mình hay có cái cảm giác của người học là khi mà nói đến tâm bất thiện thì để ý tới cái thuộc tánh bất thiện, mà khi để nói tâm thiện á, thì chỉ để ý đến thuộc tánh tịnh hảo, còn cái tự tha thì nó đi với cái nào thì ra cái đó, thì cái đó không có quan trọng. Không nên hiểu như vậy. Dạ, thật ra tự tha đúng vai trò rất là quan trọng. Cái định mà ở trong nhất hành này, khi nếu mà chúng ta
chúng ta có cái sự phát triển thì nó trở thành định lực, là một một cái trạng thái rất là quan trọng. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, tất cả đều đều đặc biệt, rất là quan trọng để mình học. Nhưng mà bây giờ thì mình không có cần nói đến nhiều, bởi vì chúng ta sẽ đi qua một tâm có đi với bao nhiêu thuộc tánh, nó tương hợp bao nhiêu thuộc tánh. Sau phần đó chúng ta trở lại, chúng ta sẽ có cái phần một thuộc tánh đi với bao nhiêu tâm. Thì cái đó là cái phần thứ hai đó. Một lần nữa chúng ta trở lại, và cái đặc biệt của thắng pháp là như vậy, thưa quý vị. Chúng ta có thể học được rất lâu, rất nhiều, nhưng mà từ nhiều cái góc cạnh, nhiều chiều kích khác nhau, chúng ta hiểu được cái sự việc. Học thắng pháp nó không giống như là những môn học khác mà mình học rời rạc hoặc giá học xong rồi thôi. Học thắng pháp là mình học cái sau nó ôm được cái trước, và những cái bài đầu tiên nó giúp cho những bài về sau này, những bài sau sau này giúp cho chúng ta hiểu bài thứ và những bài đầu tiên. Đó là cái lợi học thắng pháp. Và khi học thắng pháp thì cũng có một điểm khác là nếu mà chúng ta nói sai, chúng ta hiểu sai đó, thì nó có vấn đề. Bởi vì chúng tôi cũng nhắc quý vị là có nhiều vị học thắng pháp nó sanh ra cái tâm gọi là hơi khó chịu. Ví dụ mình học thắng pháp mà mình nghe nghe một cái người khác nói một cái chuyện mà nó không có đúng như mình bực mình. Chúng tôi nhớ có cái kỷ niệm là ngày xưa khi mà soạn kinh Tụng Bắc, thì có một bài kinh mà bài kinh này của chúng tôi không có tiện nói tên, nhưng mà có một vị sư ở Việt Nam, và vị sư đó không học về pháp. Vị này mới nói về cái Đại Phạm Thiên Kinh Lo Chẳng Xích, và nói về cái sự lo quảng hốt của Phạm Thiên. Nhưng mà vị sửa thì một vài cái vị tăng ở Mỹ này, vị đó nó thôi người ta quen rồi, thôi đừng có sửa. Nhưng mà rồi sau này đó, cái chuyện đó nó lại đến tai sư trưởng, thì sư trưởng rất là phiền hà chúng tôi. Sư trưởng nói rằng tại sao để như vậy, tại vì thưa vị, nếu mà quý Phật tử á, mà bình thường không học thắng pháp á, thì quý vị thấy không có chuyện gì. Ô à, cái chuyện đó chuyện Phạm Thiên thấy lo thì lo, kinh 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 lo thì, nhưng mà ở trong thắng pháp á, kinh lo đó là tâm sân, lo lắng quảng hốt là tâm sân, mà Phạm Thiên thì không có tâm sân. Chỉ cái chư thiên dục giới tâm sân không có phẩm của Phạm Thiên. Với một vị mà học thắng pháp nghe nó hơi chói tai chút xíu. Dĩ nhiên khi nào chúng ta nói chuyện này ra, người bình thường nó không có chuyện gì quan trọng, nó chỉ là vấn đề hành văn thôi. Nhưng với họ bị học thắng pháp, ở đôi khi cảm thấy cái chuyện đó nó không có thoải mái, bởi vì khi mà chúng tôi nghe, chúng tôi qua bên Mỹ đôi khi chúng tôi cũng hơi dễ dãi một chút. Hơi dễ dãi chút, như là ngày xưa sư trưởng còn khỏe đó, có nhiều khi sư trưởng nghe chúng tôi giảng trong kinh, chúng tôi nói rằng đời sống của con người mà những người có cái tâm hồn cao thượng, thì sư trưởng cũng bực mình, sư trưởng rầy, sư trưởng nói là không có xài chữ tâm hồn, có tâm cao thượng, tâm cao thượng chứ có tâm hồn. Nhưng mà chúng tôi biết một điều, đó là một số các vị giảng sư đó thì đòi hỏi là cái nghĩa phải chính xác và danh từ phải chính xác, và không có xài lan man cái này qua cái kia được. Thành ra khi quý vị học càng kỹ càng nhiều về thắng pháp thì đôi khi nó có những cái chuyện trong đường tơ cả tóc thôi, nhưng mà nó lại khác biệt rất là lớn. Dần dà rồi chúng ta sẽ có dịp để nói thêm về điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức Đã Vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.